Xin chào quý đại lý và quý khách hàng đã quay trở lại với video của hàng nhập khẩu Á-Âu. Thế thì hôm nay là chúng tôi lại làm một cái video nữa để giới thiệu đến quý khách hàng một trong những sản phẩm mới của hàng nhập khẩu Âu đang test với thị trường, nhưng cũng được đông đảo khách hàng đón nhận, đó là trà hoa sâm. Trà hoa sâm túi một nửa cân là 500 g. Trên thị trường hiện nay thì cũng có vài nhà nhập khẩu khác nhau. Như đây là cũng là một trong những trà hoa sâm được đông đảo người tiêu dùng đón nhận trong những thời gian qua. Thế thì theo yêu cầu của một số quý đại lý và khách hàng ấy, thì chúng tôi cũng làm cái video này để giới thiệu đến quý khách hàng cái công năng sử dụng cũng như là một số lưu ý khi sử dụng cái trà hoa sâm này. Thế thì trong một số cái video trước ấy, thì hàng nhập khẩu Âu đã giới thiệu đến 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 khách hàng là một số những cái sản phẩm khác chiết xuất từ sâm, ví dụ như là đầu tiên là cái gốc của sâm là sâm tươi này, thì cũng đã có một video giới thiệu về sâm tươi, về cao hồng sâm thì cũng đã có một video giới thiệu về cao hồng sâm, một video giới thiệu về cao hắc sâm và một video giới thiệu về nước sâm, là một video giới thiệu liên quan đến các sản phẩm về nấm minh chi. Thì hôm nay đây là cái video về hoa sâm. Thế thì bản thân trước khi mà người mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ về cái hoa sâm này ấy, thì cũng phải tìm hiểu sơ qua về cái cây sâm như thế nào đã. Thì cái sâm củ tươi thì có lẽ là ai cũng biết cả rồi. Sâm củ tươi của Hàn Quốc là rất là nổi tiếng. Hàng nhập khẩu đang phân phối các loại từ 2 củ, 3 củ 1 cân, 4 củ 1 cân, 5 củ 1 cân, phổ thông nhất là loại 6 củ 1 cân, 8 củ 1 cân, 10 củ 1 cân, và một loạt những cái sản phẩm là trà, cái sâm củ tươi để dành cho hầm gà. Thế thì khi nhắc đến đến sâm củ tươi ấy, thì khi nhắc đến cái cây sâm ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng phải tìm hiểu qua về cái cây sâm nó gồm có những thứ gì. Thế thì nếu mà mọi người mà lên trên mạng nhìn ấy, thì thấy cái cây sâm nó có khá nhiều các thành phần khác nhau mà người Hàn Quốc người ta chẳng có bỏ thành phần nào cả. Ví dụ như trên đỉnh của cái cây sâm chẳng hạn là nó có hình bông hoa, nó có những cái nhỏ nhỏ như cái đầu đũa mà nó màu đỏ ấy, thì đấy là cái chùm chùm hoa, bông hoa. Thứ hai nữa là cái một cái bông thường là có cái cuống nó dài cỡ khoảng tầm 20 phân nếu mà cái cây sâm trưởng thành. Thì đấy là cái cuống hoa. Thế ngoài ra cái lá hoa là cũng được rất nhiều nhà sản xuất của Hàn Quốc là người ta sử dụng, bởi vì trong thành phần của lá hoa cũng có rất nhiều cái chất rất là hay. Cái thân này cũng được sử dụng rất là nhiều, nên là bản thân tại sao mà người ta nói rất nhiều đến cái chất lượng sâm, bởi vì cái chất lượng sâm nó phụ thuộc vào cái hàm lượng sâm ở trong đó. Ngoài cái thổ nhưỡng ra thì còn cái hàm lượng sâm, thế nên đôi khi là những cái nhà sản xuất mà người ta sản xuất hàng gia công ấy, thì giá nào người ta cũng sản xuất được sâm. Ví dụ như là nếu mà sản xuất sâm rẻ thì người ta dùng hương sâm, sản xuất sâm đắt hơn một tí chẳng hạn thì người ta dùng rễ sâm, đắt hơn khá hơn một tí thì người ta dùng củ sâm hoặc là người ta phối trộn. Ví dụ như thông thường hạn thì các loại sâm hiện nay trên thị trường Việt Nam hạn thì người ta hay phối hợp là 30% rễ và à xin lỗi 70% rễ hoặc 30% rễ, 70% củ. Thế còn cái củ sâm mà đạt tiêu chuẩn chẳng hạn thì thông thường hiện nay hạn phải là sâm 6 năm tuổi thì là đạt yêu cầu. Thế thì cái hoa sâm ở đây thì nó là một trong cái thành phần của sâm, nhưng thật ra nó không chỉ bao gồm hoa không đâu, mà đôi khi nó còn có cả cuống hoa và lẫn thêm một ít về cái lá hoa ở trong đó nữa. Thế phía dưới của cái thân của cái cây sâm ấy, thì nó là cái củ sâm. Thì trong cái củ sâm thì bao giờ thế là cái phần đầu của cái củ sâm mà giống như cái hình người ấy, thì nó là cái phần đầu củ. Phần đầu này chúng ta hay gọi là mày. Nếu mà ví dụ như trong các củ sâm, hồng sâm củ khô mà chất lượng nó kém ấy, thì cái phần mày, đầu mày này nó rất là nhiều. Ăn vào nó cũng bồm bộp nó như bóc đèn ấy, à, nó không chất lượng nó kém. Thế còn cái phần củ chính là phần quan trọng nhất trong cây sâm. Trong cái phần củ chính đấy thì hạn thì thường người ta hay sử dụng để người ta chiết xuất, để người ta làm cái sâm củ khô. Sâm củ khô, hồng sâm củ khô chẳng hạn. Thế nếu mà chúng ta mà hồng sâm củ khô một chất lượng thì nhìn nó có cái màu như màu thạch thạch vàng ấy, thì soi dưới đèn chẳng hạn chúng ta thấy nó trong màu vàng, ăn vào mồm nó rất là thơm mùi sâm và nó có cái độ cứng nhất định của nó. Thì đấy là phần củ chính.
Thế ngoài ra thì còn có những cái củ cái phần rễ phụ, rễ lớn ấy nhỉ. Thì cái phần rễ lớn đó chẳng hạn thì những cái củ sâm mà trong hộp ấy, thì nó hay có cái giống như hai hai chân này này. Thì đấy là cái phần củ chính. Thế còn ngoài ra thì có những cái rễ, rễ thì thông thường người ta không bỏ đi đâu. Rễ thì đa số chẳng hạn người ta làm hai thứ, một là người ta phối trộn vào để cho cái cao hồng sâm, những loại ví dụ như là 70-30 chẳng hạn, 70 củ 30 rễ, hoặc là người ta chiết sản xuất rễ riêng ra. Thì hàng nhập khẩu ở Âu hiện nay cũng đang phân phối hai cái loại mà rễ khô của sâm, thì có gói là 300 g, thì của hàng của Bio hoặc là hàng của Đê Đông hoặc hàng của Căng Qua, thì có ba cái loại cơ bản như thế. Yeah, thì là rễ sâm. Thế thì cái thành phần mà trong cái gói này quý vị đang nhìn thấy ấy, thì đấy nó là cái hoa và quả của cây nhân sâm tươi. Thế thì quý vị cũng biết là cái cây cái củ sâm của Hàn Quốc ấy mà đạt tiêu chuẩn chất lượng phải là cái củ 6 năm tuổi. Thế như vậy là người ta phải trồng qua các năm nhỉ, từ năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thế thì đối với cái hoa nhân sâm này ấy, thì chỉ có khi nào mà cái cây sâm tươi nó từ 4 năm tuổi trở lên thì lúc đấy bắt đầu nó mới có hoa. Thì cũng giống như các loại sản phẩm khác thì cái hoa của nó cũng là một cái bộ phận sinh sản của cây. Thế thì nếu mà người ta hái nụ và hoa này ấy, thì phải hái vào cái tháng, thường là tháng 6 hàng năm. Thì lúc đấy là cái hoa sâm là của Hàn Quốc nó nở. Thì đây là cái thời điểm tốt để người ta hái các loại hoa, lá hoa này và nụ này, tỉa bớt lá này. Đấy. Thế thì cái tác dụng của cái hoa nhân sâm này thì bản thân nó cũng là các tác dụng của cái sâm thôi. Thế thì thông thường thì người ta, các nhà khoa học cái viện nhân sâm của Hàn Quốc ấy, thì người ta liệt kê được một số những thông tin sau để xin cung cấp đến quý vị. Ví dụ như là cái hoa của nó ấy, thì đầu tiên là về cái cảm quan đã, thì nó là có vị ngọt, hơi đắng, tính ôn hòa và thơm mát. Thì nếu mà quý vị mà sử dụng cái này cho vào cốc chẳng hạn thì thấy cái mùi thơm của nó, mùi thơm của cái hương vị sâm rất là ngào ngạt nhỉ. Cái này thông thường là chúng ta hay dùng để giải khát, giải độc nhỉ. Thế còn cái thuật ngữ mà chuyên môn trong y học cổ truyền thì người ta gọi là tác dụng tân sinh mà không hao khí, tân sinh mà không hao khí, đấy là cái trong y học cổ truyền nhỉ. Thế còn khoa học cái viện nghiên cứu sâm của Hàn Quốc ấy, thì người ta chứng minh rằng là trong cái hàm lượng cái hoa sâm này này thì cái hàm lượng saponin thì cao gấp khá nhiều lần trong cái rễ của cái cây sâm. Tuy nhiên là tất nhiên là không thể cao hơn so với củ được, nhưng mà cao hơn rất nhiều so với cái rễ của nó. Thế thì cái saponin là gì thì có lẽ là quý vị cũng phải tìm hiểu qua ở trong 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 và lên trên mạng hay tìm hiểu về cái saponin. Khi nhắc đến sâm là người ta phải nhắc đến cái saponin của nó nhỉ. Thì hoa nhân sâm này có rất nhiều những cái tác dụng khác nhau nhỉ. Thì đầu tiên chẳng hạn thì người ta chứng minh là nó có tác dụng liên quan đến giảm về đường huyết nhỉ, hạ huyết áp để giảm mỡ máu, để điều chỉnh những cái chức năng liên quan đến cái đường ruột này, thì hoặc là một số những cái chức năng khác này như là phòng ngừa về ung thư gan, ung thư vú, ung thư phổi, rất nhiều ung thư nhỉ. Hoặc là người ta chứng minh cái tác dụng của cái hoa sâm này là rất là tốt trong cái việc là nâng cao cái khả năng miễn dịch nhỉ, phòng chống các loại virus vi khuẩn, các loại virus khác nhau, đặc biệt là các virus liên quan đến cúm nhỉ. Nhưng mà chắc là không trồng phòng được cái virus corona, COVID-19 đâu nhỉ. Cái đấy mà bị chẳng hạn là chỉ có đi vào bệnh viện thôi nhỉ. Hoặc là một số những cái bệnh liên quan đến tim mạch, xơ vữa động mạch chẳng hạn, thì người ta cũng chứng minh là cái hoa này có tác dụng rất là tốt nhỉ. Chống lão hóa thì đương nhiên rồi nhỉ, chống lão hóa, chống oxy hóa hoặc là chống gốc tự do, thì hoa sâm và các sản phẩm từ sâm ấy là được được chứng minh là có hiệu quả rất là cao. Hoặc là gần đây là một số những chứng minh khác nữa là cái hoa sâm và các sản phẩm từ sâm có tác dụng là phòng chống nhũn não, phòng ngừa những cái bệnh mà run rẩy chân tay đấy, Alzheimer mà cho người già đấy, hoặc là cải thiện cái trí nhớ, thì đương nhiên là cái đó chẳng hạn thì rất nhiều năm nay người ta đã chứng minh được cái tác dụng của nó nhỉ. Sâm nhung quế phụ nhỉ, thì sâm đứng đầu bảng trong các hoạt động đó. Hoặc là một số những cái tác dụng khác như của hoa sâm cũng như những cái sản phẩm khác về sâm là như là tác dụng về chống viêm này, hoặc là chống dị ứng, hoặc là điều hòa hệ tuần hoàn nhỉ, giúp cải thiện cái hệ tuần hoàn.
ăn vào làm lục phủ ngũ tạng người hệ tuần hoàn này, là trong cơ thể rất là tốt. Thế cũng giống như là nấm linh chi của Hàn Quốc ấy, thì có lẽ là cái này cũng chẳng cần phải chứng minh, vì có quá nhiều người, những cái người nào sử dụng các sản phẩm liên quan đến sâm và nấm linh chi thì đều biết, thì sâm và nấm linh chi thì có tác dụng đặc biệt tốt đối với làm đẹp, như như là làm đẹp da này, uống xong là một thời gian là da rẻ hồng hào, hoặc là làm đẹp tóc, tóc mượt. Thế rồi những người bị rụng tóc này, trẻ tóc này, hói đầu này, thì những cái sản phẩm liên quan đến sâm và nấm hạn này có tác dụng rất là tốt liên quan đến cái hỗ trợ về cái làm đẹp. Thế thì bản thân cái hoa sâm thì bên đây cho đấy cũng có cái quả sâm, hoa sâm có quả sâm nữa. Cái quả sâm thì đây, quý vị nhìn trong này thấy nó nhìn nó nhăn nhác như cái quả thận này. Đây. Đấy. Thế thì khi mà nó còn tươi thì nó có rất là nhiều nước. Gần trái chín chẳng hạn thì đấy, quý vị thấy nhìn thấy nó cũng có cái màu xanh hồng này nhỉ. Còn những cái dạng mà màu vàng hoặc là màu cam hẳn ấy, thì những quả đấy là cái quả mà đã chín hẳn rồi nhỉ. Đấy. Thế thì trong cái quả này thì trong đấy là nó có hai nhân. Đấy, quý vị nhìn thấy này. Nhỉ. Đấy, thấy không? Như như cái quả thận này thì trong đấy nó có hai nhân nhỉ. Thế thì cái hoa nhân sâm này thì nó chỉ nở nó khoảng 5 đến 6 tháng thôi. Thì thời gian đậu của cái quả này thì nó thường rơi vào tầm tháng 7 đến tháng 8. Thì hết tháng 7 tháng 8 chẳng hạn là nó tàn. Cho nên là thường là bắt đầu từ năm thứ tư, năm thứ tư, năm thứ năm và năm thứ sáu. Thì người Hàn Quốc là người ta thu hoạch cái hoa sâm này. Thế thì trước đây là khi mà tôi đi Hàn Quốc cũng có làm một cái video về cái thu hoạch sâm, nhưng mà cũng chưa có video nào liên quan đến cái thu hoạch về hoa sâm cả. Thì nếu mà hết dịch Covid mà đợt tới này tháng 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 6 tháng 7 này mà Hàn Quốc thuận lợi thì khi sang đó là tôi sẽ làm cái video liên quan đến thu hoạch hoa sâm để cho quý vị xem nhé. Thế còn ở đây là chi tiết của cái gói liên quan đến hoa sâm của Hàn Quốc. Đây là một gói 500 g được đóng gói rất là cẩn thận, mặc dù đây là cái sản phẩm có tính chất là hàng nông sản thôi, thế nhưng mà nhà sản xuất người ta đóng gói bao bì cũng không kém gì cái sản phẩm công nghiệp hết nhỉ. Đây, đây là thông tin trà hoa sâm trọng lượng 500 g và hạn sử dụng của sản phẩm này là mùng 9 tháng 4 năm 2022. Thì cái hạn sử dụng của Hàn Quốc thì quý vị đọc thì luôn đọc ngược năm trước này, xong đến tháng, xong đến ngày. Đây là trọng lượng 500 g. Đây là hàng nội địa của Hàn Quốc, cho nên là nó cũng, người ta cũng không 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 ghi tiếng Anh. Và cái hàng này là hàng nông sản, thế cho nên là cũng không có được sâm sung bảo hiểm người tiêu dùng, giống như cái sản phẩm mà sản xuất theo mô hình công nghiệp. Và bên cạnh đây hạn thì các sản phẩm này người ta cho rằng là tiểu thủ công, cho nên là cũng không có mã số mã vạch, cũng không có mã số mã vạch. Đây là cận cảnh gói trà hoa sâm. Thế còn cái cách sử dụng, cách sử dụng. Về hướng dẫn sử dụng thì đúng ra là bóc một gói này ra pha cho quý vị nhìn mới là đúng. Nhưng mà đợt này về có được có hơn 500 túi, mỗi một thùng có 50 túi, về được 11 thùng. Thì có khách lấy cả rồi, giờ bóc ra thì sợ họ lại phàn nàn nhỉ. Thì thông thường thì mỗi một người lớn trưởng thành sử dụng thì chúng ta sử dụng khoảng 3 gam. 3 gam của cái hoa này, nghĩa là một cái nhúm nó có khoảng tầm 7-8 cái cọng này thì nó tương đương khoảng 3 gram. Quý vị không nên sử dụng quá nhiều, sử dụng nhiều là không tốt cho cơ thể đâu nhé. Hàm lượng trong saponin trong cái trà hoa sâm này thì nó cũng nhiều như là cái hàm lượng saponin trong cái một số cái sản phẩm sâm khác. Nó có rất nhiều cái tác dụng cho cơ thể, nhưng nó có một cái tác dụng phụ là khi sử dụng quá liều cái hàm lượng saponin này nó sẽ gây phá vỡ hồng cầu, nghĩa là nó sẽ làm cho cái hồng cầu của mình sẽ bị vỡ. Đấy, cho nên là giống như trong đinh lăng ấy, trong đinh lăng của Việt Nam mình cũng có rất nhiều cái saponin, cho nên là rất nhiều người ở quê là sau khi mà sử dụng cái cây đinh lăng ấy, thì cái đinh lăng rất là tốt,
nhưng mà sử dụng một thời gian sau thì cứ tại sao người này cứ xanh xao vàng vọt. Bởi vì trong cái đinh lăng cũng như là hoa sâm này thì hàm lượng saponin rất cao, thì mặc dù tốt cho cơ thể nhưng phải sử dụng đúng liều lượng, còn nếu không có chẳng hạn nó ảnh hưởng đến đến hồng cầu. Thì cái này nếu mà quý vị muốn tìm hiểu kỹ thì vào trong Google gõ là saponin là gì và tìm hiểu kỹ hơn để sử dụng cho nó an toàn. Thế cho nên là dùng 3 gram cho một người lớn trưởng thành một ngày là vừa phải. Thì 3 gram này thì mình pha với nước sôi, nhưng mà đừng sôi 100 độ, sôi 100 độ hạn thì nó mất khá nhiều chất, thì sôi tầm 80-90 độ là phù hợp. Thế thì mình có thể cho 333 gram này vào với khoảng tầm 200 ml nước, thì nước nóng được, nước lạnh được, nhưng thật ra thì sử dụng với cái nước nóng thì nó vẫn hay hơn. Thế thì mình pha khoảng 5 phút thôi thì phù hợp. Thế thì để cho khoảng tầm 7-80 cọng này vào trong cốc, xong rồi đổ 200 ml nước vào, nước nóng nóng được, nước lạnh được, nhưng mà không nên đun sôi nhé, đun sôi là không không tốt. Thì sau đó là sử dụng giống như là các loại trà thảo dược khác ở Việt Nam thôi, rất là đơn giản. Thì cái trà này là có cái vị thơm tự nhiên từ cái hoa nhân sâm, rất là thơm, thơm ngạt ngào luôn nhỉ. Thế thì mọi người cũng có thể sử dụng cho thêm một chút đường hoặc là mật ong nhỉ. Thì những cái người mà ví dụ như là có bị tiểu đường chẳng hạn thì cũng không nên cho thêm nhỉ. Nên những người không bị chẳng hạn hoặc là uống thấy nó hơi nhạt chẳng hạn, mình có thể cho thêm một chút đường hoặc mật ong được, hoặc là cho thêm tí chanh cũng không sao nhỉ. Cho chút chanh được, nó tăng thêm cái hương vị cho sản phẩm thì cũng rất là tốt nhỉ. Rồi. Bóc ra được thì tốt nhỉ. Thế hàng nhập khẩu ở Âu nhập và phân phối hàng trăm cái sản phẩm khác nhau liên quan đến sâm nhỉ. Thế thì từ trên ngọn chẳng hạn thì có cái trà hoa sâm này. Thế xuống đến thân thì có hồng sâm củ khô. Thế rồi là hắc sâm củ khô, rồi có hắc sâm cao, hắc sâm nước. Thế rồi là có bột bột sâm, thì hiện nay là hàng nhập khẩu chưa phân phối nhỉ. Rồi có các loại viên hoàn hồng sâm thì rất là nhiều. Thế thì xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi video và ủng hộ các hàng của hàng nhập khẩu Âu. Xin gặp lại quý đại lý và quý khách hàng ở những video khác giới thiệu về các thực phẩm chức năng của Hàn Quốc. Xin cảm ơn.